trai Lý Yên vừa to lại vừa khỏe, còn gái Yên Ninh thì ăn nhiều lại đẹp vô tư. Cuộc sống đâu chỉ có cơm mơm và áo đẹp, cuộc đời còn được lăn tăm này đó là những vụ hôn. Và ngay bây giờ chú rể và cô dâu họ sẽ trao cho nhau, cả nhà chúng ta đồng ý để cô dâu và chú rể dành cho nhau một nụ hôn không ạ? Đồng ý quý vị, đồng ý quý vị vỗ tay lớn hơn đi ạ. Nói ra bây giờ chú rể thấy rồi đấy ạ, mời việt đến ngủ ngồi cho nụ hôn này vui lòng. Chú phải kỳ lắm rồi. Ông này chuẩn bị kỹ rồi đúng không? Chứng tỏ là để có một chương trình lễ tân hôn thành công tốt đẹp thì chú rể của chúng ta đã phát ra kịch bản rồi đúng không? Rồi bây giờ thì chú rể sẽ làm theo những gì mong muốn tiếp đúng không? Hôn bao lâu là quyền của chú rể, nhưng tôi sẽ có những cái phương án để chú rể được lựa chọn. Chú rể có thể hôn cô dâu hoặc là không hôn cô dâu, nhưng phương án đầu tiên chú rể sẽ bế cô dâu đi xung quanh hôn trường, mời mỗi người về cốc nước, hát bài chiếc vỗ giờ đẹp như hôm nay. Ôi bạn ơi, rồi phương án này chú rể không đưa cho. Phương án thứ hai là 50-50 đúng không? Chú rể không hôn, nhờ một người bạn thân nhớ cho muốn mình yêu trở lên sân khấu. Hay chú rể đứng đấy sắp sửa thi đấu bỏ qua luôn. Rồi phương án thứ ba là chú rể sẽ hôn cô dâu, có chọn không? Ông này khốn nữa à, tôi tưởng là không thì để tôi bắn không nên tôi lại để đàn luôn. Ôi trời ơi à, rồi bây giờ tay chú rể sử dụng thoải mái nào, tay đặt vào vị trí vòng hai của huống là chuẩn bị rồi mà lo ngã lầm bẩm vậy. Ông chuẩn bị cái kiểu gì mà tôi bảo đặt vào vòng hai không biết là đặt chỗ nào, vòng hai là chỗ nào đúng chưa? Trong đường lên vòng ba, tay bên này có đúng vòng hai chưa? Tay bên này đúng vòng hai chưa? Tôi có bảo nắm tay cô dâu đâu, tôi bảo là đặt vào vòng hai cơ mà. Hai cô dâu ôm chú rể chắc lắm rồi, nhưng mà ở đó chưa chắc đâu, bờ vai mới là vững chắc em. Đấy, gió, này ông cứ lúc ta lúc đúng, nắm đốt là đốt cá luôn quá cả bên đúng không? Lưu ý như này, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 để cô dâu và chú rể hôn nhau, được chưa? Mà nụ hôn này nó sẽ được kéo dài khi mà những tràng máu tay của quý vị vội đi, được không? Quý vị sẽ vỗ tay càng lớn càng lâu thì nụ hôn này sẽ được kéo dài bấy nhiêu. Cả nhà đồng ý không ạ? Đồng ý thì trước khi cô dâu chú rể hôn nhau ứng trước cả nhà một tràng vỗ tay xem có lớn không đã. Đấy, tuyệt vời đúng không ạ? Và hãy cùng chuẩn bị đi ạ. Một, hai, cảm ơn cô dâu đi em, thật nóng đều hết cả người rồi. Có một câu nói như thế này ạ, tôi đoán được nghe ở đâu đó rồi. Đó là gì ạ? Trai Lý Yên vừa to lại vừa khỏe, vừa đẹp trai, nhìn chú rể họ biết đúng không? Còn gái Yên Ninh thì ăn nhiều lại đẹp vô tư. Nóng chưa em? Văn hóa cho nó bắt đầu khi tôi đáng đến. Bắt đầu. Ôi trời ơi, đào tôi hy vọng đây là nguồn đẹp. Nếu tôi hoan là tôi vắng lên tôi đèn đạp. Một, hai, ba, bắt đầu. Vỡ tay này nha, vỡ tay nữa nha. Chưa, phải nhả nó vào tổ tay. Tiếp tục, hôn. Vỡ tay lần lẽ để chúc mừng như thế này. Thế thì tôi con là không quan sát nổi hôm nay. Nhắm mắt lại. Sao thế? Vẫn đang còn vỗ tay chứ, tôi vẫn đang nghe vỗ tay mà, tôi vẫn đang nghe vỗ tay mà, thấy chưa? Tôi vẫn đang nghe vỗ tay mà, xảy ra đấy đấy vỗ tay mà, vỗ tay đấy đấy đang chạy mà tôi vỗ tay chưa, vẫn đang nghe vỗ tay mà, không được đã hứa rồi. Biết là được hôm nay thì nó ngọt ngào ý nghĩa giống tròn đen rồi đúng không ạ? À, chắc là cô dâu với chú rể cũng đã hôn nhau nhiều rồi, khai thật đi, hôn nhiều chưa? Hôn đâu ạ? Chắc không? Phước Việt có tin không ạ? Có tin không ạ? Lần đầu tôi mày hôm nay ạ. Đấy, nói vậy thì còn đúng đúng không? Hôm nay là lần này là đầu tiên đúng không? Có muốn thêm lần nữa không? À, tối thì chú rể muốn làm việc gì thì à? Đúng là bởi vì là bờ mai này, trái tim này, cô dâu này đã thuộc về chú rể rồi đúng không ạ? Và
Cô dâu cũng sẽ yên tâm là có một bờ vai vững chắc để đứng được suốt cuộc đời. Bây giờ cô dâu ấy dành đến chú rể để tập hơn chú rể. Bởi bờ vai này, tình yêu này chú rể dành đến cho cô dâu bằng một cái hôn thật tình cảm, có được không? Cả nhà vỗ tay thật lớn để chúc mừng phía. Thôi ra, thế đúng đi. Thật hoàn hảo, thật hạnh phúc trong ngày chung đôi của Phi Long và Hà Trang cũng là cái khoảnh khắc mà ban tổ chức của chúng tôi còn lại được. Xin được thay lời gia đình nhà trai, thay lời gia đình nhà gái cảm ơn rất nhiều là sự hiện diện của quý vị.